ngoại đạo sư, chúng ta biết rằng ở trong kinh tạng ấy, thỉnh thoảng cũng có những cái bài kinh tương tự như thế này, tức là đôi khi Đức Thế Tôn có những cái cuộc thăm viếng ở đây, đó là các cái vị thiên tử đi đến từ cõi trời đi đến về đến chùa Trúc Lâm để ngày lễ Phật, để gặp Phật, hầu Phật. Còn ở trong những đời kinh khác thì Đức Thế Tôn cũng có những cuộc thăm viếng các cái cảnh giới như là Phạm Thiên hay là các cái cõi dục thiên. Thì ở đó thì ngài cũng có gặp gỡ với nhiều vị đang sống ở đó, chẳng hạn như có lần ngài đến cõi Đa Lợi gặp lại cõi Phạm Thiên, thì có những vị hành đến hầu ngài và họ xác nhận rằng con là đệ tử của ai đó, nhất là cõi Phạm Thiên. Thậm chí là cái chúng sinh mà sống lâu, sống nhiều kiếp trái đất, nói con là đệ tử của Đức Phật Vipassi, con là đệ tử của Phật Kula, con là Hamuni, con là đệ tử của Phật Ca Diếp, và có những vị xác nhận con chính là đệ tử của Thế Tôn. Chỉ nó xảy ra rất là nhiều lần trong đời Đức Phật, tại những khi người có những cuộc thăm viếng. Cái chữ thăm viếng của Đức Phật không có nghĩa giống như chúng ta. Chúng ta có thể vì thích mà đi, hoặc là vì cái tình riêng mà đi. Riêng Đức Phật thì đi vì cái duyên sự độ sinh, thì biết rằng cái sự có mặt của người ở của nơi chốn nào đó thì đem lại lợi lạc cho người ta thì người mới đi. Còn ở đây bệnh kinh này á, bệnh kinh này á thì là các cái vị thiên tử vốn là những hầu hết á, là những vị du sĩ ngoại đạo, kiếp trước đi đến đệ tử các du sĩ ngoại đạo đi đến hầu Phật. Rồi trong đó mình giải thích là tại sao họ du sĩ ngoại đạo mà vẫn có thể sanh thiên, thì chúng tôi nhớ cho nó giải thích rồi. Có nghĩa là theo quan điểm tôn giáo, chính trị, xã hội nào đi nữa, mình nếu mà chúng ta sống thiện, hành thiện, yêu điều thiện, ghét điều ác, thì một cách rất là tự nhiên, thì sau khi mạng chung mình vẫn có thể đi về những cảnh giới mà nó tương xứng với con người của mình. Còn cái chuyện mà về lâu về dài về cái hành trình giải thoát á, thì ai mà có trí tuệ nhiều, ai có chánh kiến á, thì dĩ nhiên tốt, tốt nhất. Nhưng mà nếu có trong cái cuộc sanh tử luân hồi đó, thì ai mà chỉ cần làm tròn được một yêu cầu thôi, có nhiều công đức, có nhiều phước báo, tự nhiên khi mà mình làm nhiều cái phước báo, nhiều công đức, nghĩa là mình bớt được cái thời gian làm bậy, cái mẹo đó, mình thấy vấn đề lên nằm ở chỗ đó. Ai mà có càng nhiều phước báo chừng nào thì điều đó có nghĩa là người đó ít có cái thời gian, cái thời gian mà làm bậy nó được giảm đi, như cái tủ quần áo mình vậy đó, mà mình đựng đồ cũ nhiều quá đó thì nó không có chỗ cho đồ mới, mà mình đựng cái đồ mới nhiều thì nó sẽ không còn chỗ cho đồ cũ rồi đó. Cho nên những người này họ nói là ngoại đạo nhưng mà họ vẫn có thể sanh thiên. Và trong số đó, trong số mà đến hầu Phật có một vị, thì vị để ý trong thư viện đã biết vị có một vị tên là Nanavagamiya. Cái vị này nè, cái vị này thay vì những vị kia là đệ tử với các cái vị đạo sư ngoại giáo, nhưng mà riêng trong đây có một ông, là ông nghe nó có gần như cái ông mà đọc cái bài kệ cuối cùng á, ông đó thì là đệ tử Đức Phật, tức là trước khi ông mất á, trước khi ông về trời ông là đệ tử Đức Phật, còn mấy người kia là đệ tử của các du sĩ ngoại đạo.
Thì ở đây đó thì chúng ta thấy không có gì giải thích, và chúng tôi thấy trong chú giải thì mang mong hài xứ, nhưng mà gọi là đặc biệt đó, thì không có gì đặc biệt thêm nữa. Đó là cái điều này cũng hơi lạ và bất thất của sắc, là có nhiều cái chỗ đơn giản mà ngài nói mênh mông hài xứ. Thì ở đây cũng là có những vị tán thán Đức Phật, rồi có trường hợp của vị ở đây tên là Vetambari, một vị thiên tử Vetambari bị ác ma đó, trong đây là mình cho người dịch chỉ nhập, chỉ nhập tức là dịch theo cái ngôn ngữ tiếng Việt Nam của mình ấy, theo cái khái niệm từ ngữ của mình ấy, nhập là dựa vào đó. Còn nếu mình hiểu theo Adidam ấy, thì nhập ở đây có nghĩa là người ta dùng cái thần thông mà ta tác động cái tâm của mình. Chỉ nhập là Phật giáo Nam Tông phải hiểu như vậy nha. Nhập đây nghĩa là vậy đó, nhập đây nghĩa là ta dùng cái thần thông của người ta đó, người ta tác động cái suy nghĩ của mình. Ở đây tôi thấy có một số điểm mà tôi lưu ý bà con thôi. Tức là trong kinh nói, thí dụ như có lần lúc đó Đức Phật đã, chúng ta nhớ Đức Phật ngày hoằng pháp 45 năm và ngày viên tịch, ngày đản sinh ngày rằm tháng, trước đó ngày đản sinh ngày rằm tháng tư, thành đạo ngày rằm tháng tư, và 45 năm sau là ngày cũng Niết Bàn ngày rằm tháng tư. Thì trước rằm tháng tư 3 tháng là rằm tháng giêng, tức là trước khi ngày tròn 80 tuổi 3 tháng nữa ngày tròn 80 tuổi đó. Thì lúc đó là ác ma thiên tử xuống để mà tỉnh Đức Phật viên tịch Niết Bàn, và ngài đã nhận lời, ngài đã nhận lời. Thì trước khi mà ác ma thiên tử xuống rằm tháng giêng thì Đức Phật có rất có nhiều lần ngày dạy ý ngài nên chuyện đó là một cái người như ngài đó, nếu muốn có thể sống thêm được ít lâu, sống thêm được ít lâu nếu mà muốn. Mà trong kinh đó lúc đó là ác ma thiên tử để dùng cái thần thông ám hay là tác động cái tâm của ngài anh em, làm cho ngài anh em ngài nghe cái đó mình nghĩ mình ngài không hiểu. Nghe Đức Phật hỏi gì mà ngài không hiểu, mà suốt nhiều lần như vậy thì thôi. Thì cái gì trong Bali kêu là ta đi giúp thì ta chết tu, ta ám cái tâm ta đi giúp thì ta chết tu. Cái tâm bị ám, cái đó phải biết gì này, tâm bị ám. Rồi một lần nữa, nhiều lắm, mà ở đây là tôi chỉ kể một số trường hợp thôi, ví dụ như là mà một lát nữa mình sẽ học về một vị vua tên là vua Ba Tư Nặc, tiếng Pali gọi là Ta Se Na Di Cô Cô Sa Lát. Ông vua này có một bà hoàng hậu cũng thương đó. Thì ông vua Ta Se Na Di không vừa ông tới ông hỏi Đức Phật cũng có một số vấn đề mà khi mà cái duyên nó chưa có tới đó, thì Đức Phật kỳ dùng thần thông này tác động cho ông quên cái gì đó đi, tác động cho ông quên cái gì đó đi, tác động cho ông quên cái gì đó. Tôi là ông tính hỏi nhưng mà nghe thấy cái chưa đến lúc mà trả lời đó, thì ngài dùng thần thông này khiến ông quên gì đó. Thì mình thấy trong kinh điển Nam Tông thì có định nghĩa rõ chỉ đó, mình là người Phật tử Nam Tông chẳng hạn, thì cái chữ này mình phải hiểu như vậy, nhập ở đây có nghĩa là vậy đó, có nghĩa là mình dùng thần thông mình tác động lên cái hệ thần kinh của người ta. Còn nếu không, nếu nó không phải là con nhân loại thì tác động lên hệ thần kinh của họ, tạo cho họ một cái âm thanh, một cái hình ảnh nào đó để cho họ dắt cái hướng dẫn cái suy nghĩ của họ về một hướng khác. Còn nếu đó là chư thiên thì không có cái hệ thần kinh giống như mình đi nữa, thì cũng dùng nguồn thông tạo ra những cái âm thanh hình ảnh để cho họ bị phóng tâm đấy. Thì ở đây mình thấy các vị thiên tử có đến hầu Phật, thì chỗ mỗi vị nói lên một cái cảm nghĩ của mình. Thì riêng một vị thiên tử tức là Vua Tapari
sẽ bị ác ma nó dùng thần thông tác động cái tâm của ông. Đức Phật nói là một điều mà nó trái quét rồi, nó sai, nó đi ngược lại cái tinh thần của Phật pháp, chỉ vậy thôi. Cho nên đẩy của các cái bài kệ này đó, theo chú giải đó thì tuy là đệ tử các ngoại đạo mà khi được sanh về trời đó, đây nó có một điều chuyện đáng để ý, đáng để mình để ý, đáng để mình lưu ý nè. Khi mà sanh về trời đó, họ có cái điều kiện để họ nghe pháp, họ có điều kiện để họ tiếp xúc với các cái bậc hiền trí nhiều hơn mọi cõi người. Do đó không riêng gì về kinh này mà trước đây có một bài, trước đây có một bài, một cái bài mà tôi quên rồi, tôi quên, trước đây có một hai bài thôi, trước đây có một hai bài thôi, trước đây có một hai bài là có một cái vị, có một cái vị thiên tử người vốn là đệ tử của ngoại đạo đó, vốn là đệ tử của ngoại đạo, mới học cái này mấy ngày thôi, bây giờ quên mất rồi. Khi mà họ làm thiên tử thì nó họ có điều kiện để họ nghe pháp, cho nên chúng ta thấy nói họ là đệ tử các ngoại đạo, nhưng mà khi họ xuống họ, họ hầu Phật trong cái bài kinh này đó, mình thấy bởi vì phát biểu một câu nói rất là Phật giáo, rất là Phật giáo, bởi lý do đó trong kinh đó ẩn ở trên cõi trời đó, mỗi 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 một khả năng có đôi ta được không? Thì không đâu có cái bài kinh gì quên mất tiêu rồi, mới học đây nè, mới học được thôi, cách đây mấy một hai ngày thôi, một hai ngày thì quên mất, không sao gì nó quan trọng. Nhưng đại khái là trong cái bài kinh mà tôi vừa nhắc đó, khi mình ở cõi người này nè, cái cơ hội mà đi lại đó, cơ hội học hỏi nó không có nhiều, và trong cái không nhiều đó đó thì A nó khác B. Tôi ví dụ rõ ràng lắm, thí dụ như là mình thấy hôm nay trong cái thế giới hôm nay này, trong cái thời đại này này, mình thấy cái người trong họ không có điều kiện nghiên cứu học hỏi hay là tiếp cận các cái tài liệu, các nguồn sách vở phong phú như là người hải ngoại, người Việt Nam đó, tôi chỉ nói riêng người Việt Nam thôi. Cái đó mình thấy mình phải nhìn nhận cái chuyện đó, mình phải nhìn nhận cái chuyện đó thôi, mình phải nhìn nhận chuyện đó, nghĩa là có rất là nhiều cái tài liệu. Bây giờ tôi giả dụ như cách đây mấy hôm tôi vào ở trong, tôi đi vào internet tôi tìm một cái bộ từ điển, mà các vị có tưởng tượng mà tôi lại bắt gặp cái bộ từ điển đó, người ta bỏ bộ từ điển đó, tôi lại tìm một từ điển nó không phải trong một cái hiệu sách mà trong eBay á, người ta bán được. Còn nếu người trong nước họ gặp được cái bộ bộ này nè, thì tôi nghĩ rằng để mà mua cái bộ này trên eBay thì nó hơi khó, bộ này có 45 đồng thôi. Ở đây tôi không nói về tài chính, còn tôi nói là cái phương tiện để mà liên lạc rồi mua nó rất là khó. Tôi thấy cái bộ này nó nằm ở Chicago, ở Mỹ, thì nó cũng hơi khó. Mà đôi khi nó mình nó hải ngoại mình gặp cái bộ đó, thì cái bộ đó là cái mang cái tên này là Sanskrit. Cái bộ đó là từ tiếng Sanskrit. Là của cái ông của nó, ông cái bộ này là bộ này rất là nổi tiếng, rất là quý, rất là quý, rất là không ngờ nằm trên eBay, nằm trên eBay thì cái bài kệ này nó cái nội dung thì đồng ý cũng là vấn đề tu tập đó, nhưng mà đây nó có những cái khía cạnh mà tôi bản thân tôi là bận tâm. Thứ nhất là tôi muốn định nghĩa cho bà con biết thế nào là chữ nhập đó, cái chữ nhập ở trong Phật giáo mình như phi nhân nhập ấy, phải hiểu làm sao. Và cái điều thứ hai mà tôi muốn bà con lưu ý ở đây đó chính là
dầu cho mình đi theo tôn giáo nào đi nữa, mà hãy có một cái lòng hướng thiện, hướng thượng mà hướng thiện, thì cuối cùng trăm sông cũng đổ về biển cả, cũng trở về cái đường giải thoát. Đó là hai chuyện. Cái chuyện thứ ba nữa đó, là dầu mình là ai đi nữa, nhưng mà nếu mình sống trong một cái môi trường mà có cái điều kiện đi lại và học tập đó, thì cái hy vọng của mình đó, vẫn tốt. Vẫn tốt. Thì trong kinh nó đều có trời đó là mỗi nửa tháng người ta đều có những cái buổi pháp hội, do các vị phạm thiên và những vị thiên tử mà có khả năng là thuyết giảng y như mình như đây vậy đó, dìm dưỡng rất là quan trọng. Và điều nữa đó là khi mình sanh làm người đó, cái lòng mình rộng rãi. Ở đây tôi không nói riêng về vấn đề mà tài vật tài vật chất, mà với rộng rãi tôi nghĩa là mình không phải là cái người cố chấp đó. Không phải là người cố chấp, mà là cái người có cái tâm hồn thoải mái, thoải mái, không có tự đóng khung, không có tự bế, không có tự làm khó mình bằng những cái quan điểm cố chấp đó. Thì mình cũng sẽ có nhiều cơ hội học hỏi đã đành. Mà mốt mình về trời, mình đi về một cảnh giới nào đó thì cái cơ hội học hỏi mình cũng nhiều hơn người khác. Cái mà sợ nhất là những người sống tự bế. Tôi có điều kiện, tôi tiếp xúc với một vài người mà tôi nhìn họ tôi bị ngợp, tôi hại không có được. Tôi thấy cái quan điểm của họ về gia đình, về xã hội, về chính trị, về tôn giáo, về văn hóa mà nó có vẻ tự bế, tôi sợ lắm. Tôi sợ những cái người như vậy lắm. Tôi nói chuyện với họ tôi thả không được. Họ khư khư như vậy. Họ khư như vậy. Thì dĩ nhiên trong cái thời lượng ngắn ngủi của buổi giảng mà tôi không có kể thì nghe chỉ cái chi. Nhưng mà tôi ngán lắm. Mình phải có tâm hồn cởi mở. Cởi mở. Nên nhớ là mọi học thuyết trên đời này nó chỉ là những giải pháp tạm thời. Mọi công thức, mọi nguyên tắc nó cũng chỉ là những giải pháp tạm thời. Giải pháp tạm thời thôi, không có gì bậy cho đâu. Mình ôm khư lấy một vài cái nguyên tắc công thức của tôn giáo, của chính trị, rồi thờ phụng nó coi nó là chân lý đời đời bất diệt, rồi sống chìm sâu trong đó. Và trong khi cuộc đời nó không ngừng thay đổi, cuộc đời nó không ngừng thay đổi. Tôi không phải là tôi mượn với nó chính trị, nhưng mà đó là cuộc đời nó không ngừng thay đổi. Và cái thời điểm đó đó thì cái học thuyết đó đó, cái chủ nghĩa đó đó xảy được hay lắm. Nhưng ở một thời điểm khác thì nó phải như vậy. Nhưng trong cái tình hình thế giới nó là A thì cái đó hay, nhưng mà khi thế giới mình đã thay đổi qua B rồi mà mình vẫn còn khư nữa đó, thì mình xin lỗi nha, mình tệ quá, tệ quá. Cái bài kinh này đó thì nó mở cho mình rất là nhiều cái vấn đề, rất là nhiều cái vấn đề để mà mình lưu ý nha. Đó cái này chỉ đặc biệt. Bây giờ đó là xin các vị đi qua, để tôi chỉ ôm lại cái nội dung sao thôi. Các vị tán thán là trong tất cả thiên hạ ở trên đời này, thì trong đây có vị nói rằng không ai bằng sư phụ của mình, rồi có vị thì nói rằng là trong thiên hạ này không ai bằng Đức Phật. Đại khái vậy thôi. Vậy kinh này chỉ có hai nội dung thôi. Bây giờ cái quan trọng nhất là sáng nay tôi vì chủ trương không bỏ sót bài nào rồi tôi quay lại bài kinh này. Chứ là kinh này tôi không có cảm hứng, bởi vì kinh này cái nội dung rất là nhẹ, rất là mềm. Mà cái quan trọng nhất đó là ngày sáng nay mình học là bài kinh tiếp theo, là bài kinh số 1 của chương 3, gọi là kinh Tương Tuổi Trẻ nha. Kinh Tuổi Trẻ. Các vị bỏ vô bài kinh này. Kinh Tuổi Trẻ. Các vị có còn nghe rõ không? Giờ rồi. Cái bài kinh này nó có một số vấn đề để mà mình lưu ý. Thứ nhất là cái bài kinh này đó được thuyết giảng vào năm Đức Thế Tôn 42 tuổi. 42 tuổi.
sau khi thành đạo 7 năm. Thì chúng ta biết được rằng là vua Pasi nó biết cô Sa Lá, cái chuyện này, này nếu muốn cái bài kinh này muốn giảng nhiều cũng được mà giảng ít cũng được, tức là nếu mà tính ra theo mà cái huyết thống á, thì vua Pasi nó biết cô Sa Lá là bà con bên ngoại của thái tử Tất Đạt, bà con bên ngoại. Và chúng ta cũng biết được rằng Ấn Độ thời đó, cái mảnh đất mà hôm nay chúng ta gọi là Ấn Độ đó, thời Phật gọi là Châm Bú Điệp Bát Diêm Bồ Đề. Thì nó gồm là 16 quốc gia, 16 cái tiểu quốc, 16 cái vương quốc thời Đức Phật á. Thì cái mảnh đất Ấn Độ bây giờ nó gồm 16 vương quốc, thì trong đó đó cái xứ Cô Sa Lá gọi là Kiều Đát La đó là cái xứ giàu có nhất, lớn mạnh nhất, giống như Mỹ bây giờ, giống như Mỹ và các quốc gia khác vậy đó. Thì trong 16 xứ này nè, 16 xứ này nè, thì cái xứ Kiều Đát La là xứ lớn nhất. Và dòng Thích Ca thì không có chịu cưới hỏi hôn nhân với bất cứ ai ngoài đây ra cái dòng Thích Ca mình. Tuy nhiên có điều đặc biệt là họ có thể cưới hỏi đối với vua Cô Sa Lá, con cháu của Cô Sa Lá, bởi vì cũng là trong dòng họ với nhau. Chuyện nó dài ngày xưa, hồi xưa đó có một ông đạo sĩ mình là Kapila. Ông này là chính là Bồ Tát tiền thân với Phật á, tiền thân. Ông đi, ông đạo sĩ, ông tu rừng ấy, thì ông nhìn thấy một miếng đất mà tôi nhớ tôi có kể rồi, miếng đất đó là con thú dữ, thú lớn nó rượt thú nhỏ tới đó, nó không có hứng thú nó rượt nữa, mà nó đứng đẩn ngơ, nó vui, nó thấy cảnh nó thích. Và con thú nhỏ đó mà nó bị rượu tới đó nó cũng không thấy sợ nữa, nó có nhẫn nha, nó vui chơi thôi. Thì ông thấy cái chuyện nó lạ nhiều lần như vậy, thì biết đây là vùng đất lành, cho nên các cái ao mà đó. Thì lúc bây giờ có một vua, có một vua ông tên là ông Ốc Ca Cát. Ông có nhiều vua, mà vua thì có nhiều cái cung phi mỹ nữ thì nhiều lắm. Thì có một lần nó trong một lúc ông vui, ông có hứa với một cô cung phi là sau này sẽ cho con của cô này để lên làm vua. Mà chúng ta biết là quân bất hiến ngôn, vua không nói đùa, cho lúc cao hứng cũng hứa như vậy. Nhưng rồi sau đó thì ông nhớ là ông thấy hối hận, cũng thấy muộn rồi, cho nên là ông Kiều Thánh Minh, ông có 9 đứa con, trong đó là 5 gái và 4 trai. Ông mới kêu mấy người này lại để mà ông nói thiệt, ông nói bây giờ vụ vương lỡ hứa như vậy rồi, thôi bây giờ mấy con cái ngai vàng là thuộc về cái con của bà cung cái bà vương phi đó rồi, thôi mấy con tự xây sở lấy nha. Thì cái vương quốc này coi như là có chủ rồi. Thì 9 người con trong đó là có bà chị cả và 8 đứa em, mà trong đó có 4 trai 4 gái. Nó dắt nhau đi. Cái chuyện này dĩ nhiên thời Nam nghe cũng có tin. Ngày xưa mình ở Độ thì cái chuyện này chuyện bình thường. Giống như Minh Tạo mình thấy đó, trong lịch sử Tạo có 5.000 năm văn hiến, mà mình thấy chỉ có thời đời vua Thống Vương Diêu là không truyền cho con mà lại đi truyền cho người dân, mà truyền bằng cái sự tự nguyện vui vẻ, chứ không phải là vì đạo chánh bị ép buộc, mà đúng là người hiền mà truyền cho người hiền đó,
Vô trong lịch sử tạo rồi chúng ta chỉ biết có đời vua thống Lưu Biêu thôi. Chứ còn mà sau đó là nước Tào là nó tệ hơn dở hơn đậu nữa, nó tệ hơn cái hũ mắm. Có nghĩa là ông Thái Tổ lập lên hoàng triều thì tài ba đức hạnh mà truyền lại cho con cháu toàn là cái thứ tào lao thiên tướng nữa không, hầu hết là như vậy. 95% là con cháu mà mình đành nhận ngôi từ cha đó là toàn thứ bất tài vô tướng vô đức vô năng, chỉ có ông mà sáng lập đó thì giỏi thôi. Cho nên thứ yêu đó, không có làm như vậy mà chủ trương là họ ham cái chủ trương này người hiền để truyền cho người hiền, thì dầu cho cái người đó là người dân nước lạ đi nữa nhưng ít ra họ có khả năng điều hành đất nước. Chứ còn cái kiểu mà trẻ đứa hở mà chỉ cần nó có giọt máu của mình đó, rồi nó trao truyền nó sẽ không ra gì hết đại khái như vậy. Thì chúng ta phải biết cái chuyện đó mình mới thấy cái chuyện kia nó chấp nhận được, thì mấy chị em mới dắt nhau đi đi ngang cái chuồng đất của ông đạo sĩ Kapila này nè. Ông thấy mấy người đi ngang mới hỏi mấy người đi đâu, thì họ mới kể là nó đang đi kiếm chỗ để họ là lập ấp với lại khai nghiệp, và mấy chỗ này đất tốt nè, thôi mấy người ở đây đi. Thì họ mới lưu niệm, để lưu niệm cái ông đạo sĩ này, họ mới đặt tên cái miếng đất đó là Cáp Kỳ La Quách Thú, là Ca Tỳ La Vệ. Ca Tỳ chỉ nó dài đấy lắm. Rồi sau đó đó họ mới là chỉ kể vắn tắt là sau đó họ mới lấy nhau, tức là mấy anh em lấy nhau để mà sinh con. Thì riêng bà chị á, bà chị cả sau khi bà cứ bốn trai bốn gái bốn đứa em mới cái cho nó chia thành cặp, cứ đứa này lấy đứa nam lấy đứa nữ, đứa em trai lấy em gái, em trai lấy em gái, tổng cộng là bốn cặp. Còn dư lượng mình bà là có một mình bà. Thì về sau đó chuyện dài lắm, thì kể vắn tắt thì sao bà lấy một con vua, con vua đó chính là con vua xứ Khô Xá Lạc. À, cho nên là về là dòng Thích Ca ở cả Ca Tỳ La Vệ và xứ Khô Xá Lạc, xứ Khô Ly Giá bên kia đó, thì người dòng Thích Ca Sắc Giá ở Ca Tỳ La Vệ hả, còn cái dòng nữa là dòng Cô Lý Giá ở Cô Xá Lát. Thì hai cái dòng này có thể lấy nhau được, cái dòng Thích Ca lấy nhau đúng, nhưng mà họ có thể cưới hỏi với cái dòng Cô Lý Giá ở Cô Xá Lát. Bởi vì tôi biết các vị có nhiều vị đấng nặc lẫn bằng tuổi Đức Phật, Đức Phật bao nhiêu tuổi thì bấy nhiêu tuổi, cho nên nó là khi mà ông về già ông 80 tuổi, Đức Chúa Thế Tôn cũng 80 tuổi. Và ông thương Đức Phật, tôi tin nói rằng là ông là một vị vua ở cái xứ mạnh nhất hùng cường nhất Ấn Độ thời đó, nhưng mà ông là vị duy nhất mà chữ thám tử tiếp và liệt của Charika theo dõi Đức Phật suốt 7 năm trời, theo dõi 7 năm trời, 7 năm trời dễ sợ thì theo dõi Đức Phật 7 năm trời. Cái là lúc ngài ở chung với đệ tử giữa đám đông ngài làm sao, rồi lúc ngài ở một mình ngài ngài làm sao, ngài đi bát một mình làm sao, ngài ở trong rừng một mình làm sao, ngài ở trong chùa một mình làm sao, nói chung là không sót 7 năm trời như vậy cho thám tử theo dõi ngài suốt 7 năm. Nhưng mà về sau này khi mà ông trở thành đệ tử Đức Phật rồi đó, ông mới xác nhận chuyện đó. Ông nói là con đã cho người theo dõi thì tôi suốt 7 năm trời như vậy. No. Cái chữ Charika đây là thám tử nghe, nó từ cái chữ Charita, chữ Charati là đi, mà Charika là cái người đi, cái trong trường hợp này đấy là nghĩa là cái người đi theo, đi 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 bám gót người khác để mà theo dõi đó thì gọi là Charika, thám tử. Suốt 7 năm thám tử về, thám tử nói là Thế Tôn là một người nói sao thì làm vậy mà làm sao thì nói vậy. Thế Tôn giữa đám đông 1.000 người như thế nào thì cứ ở một mình Thế Tôn cũng như vậy, không nhiều hơn không ít hơn không khác. Thế Tôn vẫn
đi đứng nằm ngồi trang nghiêm từ tốn, điềm đạm bình thản như thế, được khi ở đám đông như thế nào thì cũng mình như vậy. Suốt 7 năm trời thám tử về báo với vua như vậy, thì vua mới đến, vua mới đến để mới gặp Đức Phật ở đó. Mình cái này nè, dễ sợ chưa? 7 năm sau vua đến, thì vua đến mà vua cũng như ông cũng trời ơi lắm. Ông tới thì thấy ông đâu có làm những lễ, ông tới không có làm lễ ngày đâu, ông tới chỉ chào đó hỏi thăm. Mà khi chính ông sau này đó, là ông gặp ngài, ông hôn mình, ông vua nó ông dùng cái môi ông châm một tí, châm một tí đưa nhà, châm một tí là hôn, châm một tí là hôn, tiếng Bali châm một tí là hôn. Thì ông dùng cái môi ông hôn bằng chân Đức Phật, dễ sợ như vậy. Ông thôi nhà nè, mà trong cái lúc này nó khi mà ông chưa hiểu được ngài đó, hả? Ông chưa hiểu được ngài đó, thì coi như là cũng còn như còn là nghi hoặc. Chúng ta đi chào ông hỏi, ông hỏi với ngài trẻ quá, sức trẻ như vậy thì làm sao mà người là vô thượng đạo sư được, hả? Vô thượng chánh đẳng giác được. Thì Đức Phật sẽ ông hỏi ngài có phải hay không? Thì đây là một những lần hiếm thôi chúng ta thấy. Nếu mà nói về phàm phu thì chúng ta thấy cái câu trả lời có vẻ hơi kiêu ngạo, nhưng mà không, đối với việc cái đẳng giác trong trường hợp đặc biệt người phải xác nhận là sự thật, phải xác nhận đó là sự thật. Thì lúc như bây giờ ta tới công ty mình ta hỏi ai làm giám đốc thì mình cũng phải nói thiệt, dầu cho mình khiêm tốn cách mấy mình nói dạ tôi đi, tôi là giám đốc ở đây. Rồi khi người ta hỏi mình, nghe đồn là ngài có cái bằng đại học, bằng bằng tiến sĩ của đại học Yale hoặc là Stanford không? Thì trong trường hợp nó bắt buộc phải nói thiệt, phải tôi có bằng tiến sĩ ở đại học đó đó. Cái đó dầu có khiêm tốn hay không khiêm tốn thì phải nói thật. Ở đây cũng vậy, khi mà ngài là thứ thầy thì ông hỏi là ngài có phải là người một bậc vô thượng cái đẳng giác mà đức cho là như vậy. Thì ông ba tinh đặt ông mới hỏi tiếp nữa, ông hỏi người ta đó là niên cao lạp trưởng, sống đời biết là bao nhiêu năm kinh nghiệm học hỏi và mới là vị đạo sư là giáo chủ, còn ngài là trẻ quá mà ngài làm sao mà có thể là cái vị vô thượng chánh giác mà đạo sư giáo chủ được. Và ở đây có một chuyện mà tôi cũng phải nói rõ, ở đây bà con không tin thì tùy nha, chỉ cần có một chi bóng cũng phải biết Đức Thế Tôn chánh đẳng giác nói riêng và tất cả chư Phật nói chung không hề có chuyện rút kinh nghiệm sau ngày thành đạo. Đây là cái câu vô cùng quan trọng. Phải nhớ câu này. Các ngài là sắc tanh nhu, có nghĩa là toàn giác hay là nhất thiết trí. Anh Varanaya nó là vô ngại trí, Samma Sambuddho rồi chánh đẳng chánh giác. Tức là ngay khi mà thành đạo thì kể từ đó cho đến lúc Niết Bàn không hề có cái chuyện rút kinh nghiệm. Hãy nhớ cái chuyện đó, không hề có chuyện rút kinh nghiệm. Bởi vì tất cả là đã biết trong cái ngày rồi, đã biết tất cả biết. Khi mà đã thành một vị chánh đẳng giác là cái gì cũng biết. Chứ còn mình có rút kinh nghiệm, ví dụ như là cái chuyện đó làm như vậy đó, lúc nào có cái hay, có cái cách khác hay hơn, nhưng mà tạm thời lúc nó gấp quá mình im ra, rồi sau này cái từ từ mình trực nhớ, mình mới giống như mình lưu trữ trong ký ức nhớ thôi. Thì sau cái hoàn cảnh giống như vậy mình phải hành xử như vậy như vậy như vậy như vậy. Mà riêng chư Phật thì không có, chư Phật cái đánh giác vốn không hề có chuyện rút kinh nghiệm. Tức là sau khi đã thành Phật rồi thì năm ngày 35 tuổi cho đến năm ngày 80 tuổi y chang nha, cái khả năng không có thay đổi gì hết. Mà việc người phàm phu mình á không thay đổi, có nghĩa là đứng yên là dậm chân là không có tiến bộ. Là nguyên chuyên vào cái đáng giác là cái biết ngài đã đến tận cùng ngay từ khi thành Phật, dầu năm đó ngài mới 35 tuổi và ngài có sống thêm 1.000 tuổi nữa thì cũng y hệt như vậy. Đây là điểm đặc biệt, dạ điểm đặc biệt. Thì lúc bây giờ đó ông đến hỏi Đức Phật có phải là vị chánh đẳng chánh giác không, là phải. Rồi ông hỏi ngài còn trẻ quá mà, thì ngài bằng tuổi ông mà,
Đối với ổng là coi như là chính ông cũng biết ổng có tới 1 tỷ cái giới hạn, 1 tỷ cái hạn chế vậy vô bên trong mặt, thì làm thì ổng có lấy ổng suy ra ngày thôi, ông nghĩ ngày cũng là dùng dỗi vua chúa rồi, ngày cũng được giáo dưỡng được ăn học như ổng vậy thôi, thì làm sao mà cái khả năng nào mà bất quá khôn mà ổng giỏi ổng chút xíu thôi mà làm sao mà có thể là chánh ăn chánh giác được đó. Mình hay có cái bị bệnh nặng đó lắm, mình đánh giá người ta từ góc độ của mình nè, mình đánh giá thí dụ như là mình làm gì đó không được là mình tưởng người ta cũng làm gì đó cũng được như mình vậy đó, cái chuyện đó tôi thấy thường lắm, chuyện đó rất là thường, mình không được tưởng người ta cũng như mình vậy đó. Ngoài cái vấn đề này thì phải nói là ngay cả mình là thiên tài về lĩnh vực nào đó thì cũng có 100 người khác, 1.000, 1.000.000 người khác giỏi như mình hoặc hơn mình đó chứ, chẳng qua là mình có điều kiện mình có giải Nobel thôi, nó thẳng vậy đó. Gọi là nếu mình về toán có cái giải Fields, chứ thật ra đó, cái người mà cái cỡ như mình không phải là hiếm, mà tại vì mình nó là thích trầm mền tự mãn nó thẳng vậy đó. Chứ còn thiên hạ nó đủ hàng đủ lớp đủ kích cỡ đủ kích thước đủ tiếng chiều cao hết chứ không phải như mình. Thì kêu đến hỏi Đức Phật thì nói rằng có 4 thứ trên đời này không nên coi thường: một, ông hoàng tử nhỏ dầu nhỏ cũng là hoàng tử, dầu nhỏ cũng là hoàng tử, mai này người ta lớn lên hả, mai này người ta lớn lên thì người ta đâu còn là ông hoàng tử nhỏ nữa. Chúng ta nhớ vua Phổ Nghi, Phổ Nghi vua cuối cùng của Trung Quốc nhé, vua cuối cùng Trung Quốc, lúc ổng mới có 8 tuổi thôi, thì ổng nghe thái giám đi theo ổng á, thái giám nói là ngài đừng có nói đùa, ngài đừng có nói chơi nhiều, bởi vì ngài nhớ rằng mỗi câu nói của ngài đó là cả một cái Trung Quốc thì nó đều lắng nghe. Thái giám như em nói đó, ngài nhớ đừng có nói đùa nha, bởi vì từng câu nói mà ảnh hưởng người khác chứ lắm. Thì vừa nghĩ lúc nhỏ xíu có 8 tuổi thôi, ảnh hưởng làm sao, cho nó ví dụ như bây giờ ngài nói cái gì người ta cũng nghe hết. Đấy, người ta càng bây giờ là ngài là giống như là sắp lên làm vua rồi nè, ngài là con vua mà, thì lúc đó vua cũng nghĩ mới nói như vậy thì ta kêu ăn đất cái người ăn không, ông mới chỉ xuống như ngoài trâu là xanh á, có cục đất cái gì ta kêu người ăn như ăn không, thì ông mới dám ông cứ mập mà mập ra rồi đó ông cầm cục đất ăn, ông ăn trước mặt của vua Phổ Nghi dễ sợ như vậy. Bắt đầu cái chuyện tôi rất là bất nhẫn. Cho nên ở đây chúng ta thấy làm dầu là ông hoàng tử thì nhưng mà cũng là con vua, mà dầu là con vua thì cũng là ông vua con, không nên coi thường, nhưng mà mai này họ sẽ trở thành một vị hoàng, vị hoàng đế không chừng. Cái thứ hai không nên coi thường đó là có con rắn nhỏ, bởi vì chúng ta biết rằng nếu đó là loại rắn độc, nếu đó là loại rắn độc thì có nhiều con nó độc ngay từ lúc còn nhỏ, nó cắn mình cũng chết. Thứ hai, nếu mà nó còn nhỏ mà cái độc độc nó chưa có phát triển tới nơi tới chốn thì mai này chắc chắn cũng có lúc nó phát triển tới nơi tới chốn, cho nên gặp con rắn nhỏ mà mình lơ mơ đó nó phập cho mình chết. Và chưa kể đến những con suốt đời nó không có lớn được, nó có bao nhiêu đó thôi, có nhiều con rắn nó bằng bằng cái cây đũa ăn cơm, suốt đời nó chạy đó thôi mà nó cắn một rồi đó là chỉ có là đi thôi nha. Cho nên gặp nó đại khái gặp con rắn nhỏ không nên coi thường, gặp con hoàng tử nhỏ không nên coi thường, và cái thứ ba là đừng coi thường đốm lửa nhỏ. Tôi nhớ tôi đã nói 1 tỷ lần đó là một cây thông có thể làm nên 1 triệu que diêm, nhưng mà một que diêm nó có thể đốt cháy mấy triệu cây thông. Tôi nhớ câu này nghe nên tôi quanh bị nghe nó thường mà rất quan trọng. Một cây thông có thể làm ra 1 triệu cây diêm, nhưng mà một cây diêm ấy, nó có thể đốt cháy mấy triệu cây thông. Cho nên đừng coi thường ngọn lửa nhỏ là như vậy đó. Và chúng ta biết là những cái vụ cháy rừng trên toàn thế giới, nhất là những Cali chắc rành lắm, Cali này coi như là năm nào cũng cháy nè. Thì mấy vụ cháy rừng nó là phần lớn là do cái gì? Nó là những đống lửa nhỏ ra, như những cái tàn thuốc lá, mấy bộ thuốc còn ném bừa bãi. Gọi là những cái người mà đi rừng cắm trại rồi họ đốt lửa, họ nấu ăn á, xong rồi họ đi họ không có dập lửa kỹ,
Nếu còn là chút đỉnh á, thì mấy cái vụ chút đỉnh mì nè, nó mới làm cho cháy rừng. Chứ nó thẳng ra nó có ai mà ngu dại gì mà tự nhiên đi đốt rừng. Bây giờ cái chuyện đó mình có hiểu nhầm là không, mà gần như là không có rồi. Có thể nói là không có. Nếu không có ai mình làm chỉ tầm bậy, đốt rừng thì đâu đi có lợi gì đâu. Nhưng mà cái quan trọng nhất là những cái tàn thuốc lá, hoặc là những cái đống lửa cắm trại, hoặc là đi mấy người đi rừng, đi săn bắn, đi câu cá, mà họ đốt lửa mà họ không có dập lửa cho nó kỹ đó, thì những cái lúc chút đó nó làm bị cháy rừng. Cho nên là cần nhớ cẩn thận cái chỗ đó, không phải là coi thường cái đống lửa nhỏ. Mà trong nhà mình có nhiều, như bên Thái, bên Mỹ có cái chùa Cái Lê nó cháy rủi là do cảnh sát họ điều tra ra, cảnh sát rồi tụi bảo hiểm điều tra là do cái kênh nó bị lật nghe, nó lật trên thảm, và từ thảm nó mới cháy, nó bắt lên đất, từ đất nó lên mái. Mà trong khi ở chùa thì mấy ông sư đang không có mặt nghe kiểu cháy, nó có biết được là ô thôi rồi mình sao nha. Cho nên nó là ở nhà mà dùng thảm nhớ cẩn thận cái vấn đề đốt nến nha. Và cái thứ ba, cái thứ tư đó là đối với những vị tu sĩ trẻ tuổi mình không nên coi thường. Là vì sao? Là bởi vì cư sĩ với nhau thì mình biết rõ người cái đời sống của người ta, mình dễ ước lượng, cũng có vợ có con có chồng có gia đình lo lắng. Nhưng mà riêng cái tu sĩ mà để ý họ, mà có chuyện mà họ chọn cái con đường tu sĩ, họ đã không giống mình, họ đã có suy nghĩ rất là kỳ cục rồi. Người ta thứ hai, họ là tu sĩ, họ có thời gian để mà cái đầu của họ nó làm việc nhiều hơn mình về một số lĩnh vực. Và điều thứ ba là cái điều kiện làm tu sĩ, cái đời sống tu sĩ nó cho họ những cái điều kiện suy tư mà người cư sĩ không có được. Người cư sĩ có thể có một bằng bác sĩ, bằng kỹ sư, bằng luật sư, nhưng mà rất có thể là suốt đời cứ quẩn quanh với bao nhiêu đó thôi. Có những cái bằng cấp đó coi giống như cái cần câu cơm vậy đó. Chứ còn cái thời gian mình ngồi mà thấm chế suy tư như một tu sĩ thì không có nhiều, hơi khó, hơi khó. Và tôi có được tiếp xúc với một vài người ở bên châu này nè, họ nói với tôi đó, họ nói sư cứ biết đi học ở trường đó, 10 điều mà đúng ra đi làm nó chỉ xài có một hai thôi, chỉ có một hai thôi. Học ở trường đó, muốn lấy cái bằng nó phải học 10, mà tới lúc mà học xong ra ngoài đời mà xài cho cái công việc mà hiện giờ tôi đang đi làm nè, chỉ xài có hai thôi. Còn tám cái kia đó là cứ chờ 5 tháng cho nó mòn dần rồi lên miệng. Dĩ nhiên nói vậy không là nó vô ích, nhưng mà cơ hội mà họ nó dùng trở lại đó, nó không có nhiều. Cái chỉ biết chờ cái nó tàn phai héo úa mòn mòn mỏi thôi. Nên từ 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 chính mình bị chết trong cái bằng cấp. Mình có lúc nào cũng tự cho mình là trí thức, mình tự cho mình là học nhiều, mình có bằng cấp trong chân, đặt ra cái mình biết đó. Ở trường lớp ngày xưa trước khi mình có cái bằng đó, thì càng lúc nó mà mòn dần thì chỉ biết có gia đình, chỉ biết có là tiền cơm gạo áo tiền thôi. Cho nên ở đây đó, Đức Phật dạy đối với vị sa môn trẻ tuổi mình nên cẩn thận này đó, đó. Tại vì họ ngay cái chuyện mà họ họ lựa chọn cái đường, có con đường đó để họ đi đó, là một cái diện đáng mà lưu ý. Thứ hai là họ có điều kiện để họ thấm thía và họ thực hiện những cái điều mà mình vốn không có thời gian. Trong khi người cư sĩ thì họ đốt phần lớn thời gian cho những cái chuyện mà ai cũng biết, đó là xây dựng một mái ấm gia đình. Nó mái ấm thật ra gì, nó lạnh phải trùm mền luôn, nhưng mà trên ngôn ngữ thì cũng kêu là mái ấm. Thì khá như vậy. Thì cái ông vua này là sau khi mà ông nghe Đức Phật giải thích 4 điều đó đó, thì ông mới là phát tâm hoan hỷ, ông mới sinh được trở thành một người Phật tử và ông quy y Đức Phật. Thì trong kinh nói cái năm mà Thế Tôn 80 tuổi ấy, thì ông cũng là à, quên mà nó có người bên đường quy y, tôi không ngờ nói về tôi nghe, đừng có tà tư duy. Thì ông năm mà Đức Thế Tôn 80 tuổi thì ông Bà Tư Nặc cũng 80 tuổi. Thì có một buổi chiều mùa thu lá bay rất là buồn, ông vào ông thăm Phật. Lúc đó ông cũng già rồi, đến thăm Phật. Tôi gọi là mùa thu lá bay là bởi vì cái buổi chiều đó buồn thiệt. Ông đến ông thăm Phật xong rồi, ông không hề biết rằng khi ông ra khỏi hoàng cung thì trong hoàng cung có một cục bảo chánh, người ta đưa ông vua khác lên. Khi mà ông quay trở ra đó, trời tối rồi, đúng là ông vua mà. Nhưng mà khi ông quay trở ra đó, rồi ông về Thế Tôn, ông đi về hoàng cung. Thì cái chỗ Đức Thế Tôn ở là bên ngoài cổng thành, cho nên khi ông hầu ngài đang có từ ở trong cổng thành đi đến hầu, xong ông quay trở về thì lúc cổng thành đóng cửa, ông kia người ta mở, thì
mấy người đi theo ổng, họ đi theo hầu ổng, thì nói đây là hoàng thượng nè, mở cửa thì nó hết rồi, thì ông mà nói bây giờ hết hoàng thượng, bây giờ cũng đâu có hoàng thượng mới rồi. Rồi mấy người theo hầu nghe mấy ổng không còn là vua nữa, họ bỏ đi hết, chỉ còn là một cái cô cung nữ không đành bỏ ổng, ráng ở là chăm sóc cho ổng, chỉ chờ sáng mai là tính. Mà ngay đêm đó ông vua ông già mà ở ngoài trời trống vậy, nó bị ông bị bệnh rồi ông chết, thì ông là người tu hành nhiều lắm, ông chết ông xong về cõi trời đồng xuất. Vua Ba Tư Nặc cũng đâu có thích như vậy đó. Mà mai đó, mai là ông có công đức tu hành đó, chết với người mà ông chết ông đi về đến với các vị tướng thượng một thời lưng lẫy, mà bây giờ như vậy đó. Để đó các vị thấy ông gì đó, ông Gaddafi của ai ta, Gaddafi của Liban hả? Gaddafi của Liban à, rồi ông Saddam Hussein của Iraq đó, cái theo đó, ông Gaddafi, cái bị con ông Gaddafi cuối cùng là trời chết chỉ đâu mà cái người mà tôi nhìn nó mà tôi ớn luôn, mình nảy máu me mập ú thì nó buồn sao đâu. Mà mình vô minh lúc mình đang đương thời đó hả, thì mình thấy cả thế giới này nằm trong tay của mình, chứ thật ra tới hồi nó bị là đời nó bị xệ rồi, nó bị xuống rồi, thì nó nói mà nó nhìn nó mới ra đó. Thì cái câu chuyện về cuộc đời của Vua Ba Tư Nặc là một câu chuyện mà coi như là cái gì đây lâu thay ra đường nha. Thì tôi muốn nói rằng Vua Ba Tư Nặc dù sao cũng được ấm cúng hơn, có nghĩa là giờ cuối cùng cũng còn được cô cung nữ, còn được cô cung nữ. Vậy cho nên cái chuyện cái bài kinh này nè, tại sao mình phải có cái lớp học này, để nhờ lớp học này nè thì bà con có thể biết được xin một số chuyện mà bà con không có tự biết được. Là vậy đó. Thì Vua Ba Tư Nặc là cái là cuối cùng thì cũng được xâm thiên về đấu sức, rồi sau đó ông mới trở xuống, rồi ông mới tiếp tục ông lăn trâu sinh tử liên hồi suốt một a tăng kỳ nha. Còn một a tăng kỳ nữa sẽ thành thành Phật, một a tăng kỳ nữa, có nghĩa là ông đã đi coi như là 99% cái con đường rồi đó, 99% rồi đó, coi như ông còn một a tăng kỳ nữa. Mà ở tăng kỷ đây thì tức là 10 lũy thừa 140 đại kiếp, nhưng mà tôi vẫn nói là con số lẻ là bởi vì không biết là ổng hạnh gì, ổng là Bồ Tát hạnh tinh tấn hay là hạnh đức tin hạnh trí tuệ, nhưng mà nếu mà còn sót ở tăng kỷ nghĩa là ổng, nếu mà hạnh trí tuệ là hạnh nhanh nhất thì ổng đã đi được 19 cái tăng kỷ rồi, ổng còn sót cái một thôi. Còn nếu mà ổng tu cái hạnh tinh tấn thì ổng đã đi hết 79 cái tăng kỷ rồi, còn sót là cái một thôi. Còn nếu muốn tu hành đức tin á thì nó đi hết 39 cái tăng kỳ rồi, còn một cái tăng kỳ thôi. Dĩ nhiên cái dòng liên hồi bây giờ thì hiện giờ nè, cái hiện giờ tôi cũng đang ở trên một cái xứ sở mà tôi rất là thấy thoải mái, nhưng mà tôi nhiều khi tôi nằm tôi thấm lại đó, tôi nói trời đất ơi, nếu mà mình cứ tiếp tục như vậy hoài là sao, nói chi là những người họ đang ở những chỗ buồn chán, nó cứ lặp đi lặp lại, cứ ăn rồi ngủ rồi sinh hoạt, rồi sinh hoạt rồi ăn rồi ngủ kéo dài hoài. Và có một chuyện quan trọng mà tôi muốn nói ở đây, tức là hãy thường xuyên quán tưởng để một ngày nào đó mình ra đi trong cái sự nhàm chán, nó tốt hơn là để ra đi trong sự sợ hãi và tiếc nuối. Đó, ngay là thành Phật toàn giác. A xà thế và đề bà đạt đa sẽ thành Phật độc giác nha. Còn riêng về cái ông này nè sẽ thành vị chánh đẳng giác, riêng vị này là chánh đẳng giác. Bài khác là bài kinh này, đó là bài kinh này có những điểm đáng để mình lưu ý như vậy, và từ đó có những chuyện, có những suy diễn đi xa hơn, có nghĩa là trên đời này không có chuyện gì là nhỏ hết. Đó, mình đúc kết cái bài kinh này là gì, Đức Phật ngài nói trong Vua Ba Tư Nặc đó là không nên coi thường ngọn lửa nhỏ, con rắn nhỏ, hoàng tử nhỏ và vị sa môn trẻ,
Nhưng mà mình đúc kết lại đó là đừng có coi thường bất cứ cái gì. Ngài nói có bốn, nhưng mà mình đúc kết lại đó là trên đời này không có cái gì là nhỏ hết. Vì tất cả mọi sự ở đời này nó có thể là cái điểm bắt đầu cho một sự cố sự kiện ghê gớm khủng khiếp nào đó, thể nói như vậy. Chúng ta mà đọc là cuộc đời của Hitler đó, chúng ta mới thấy hết hồn. Có ai ngờ một cái chàng họa sĩ vô danh, có ai ngờ một cái anh chàng là tù nhân vô danh, có ai ngờ một cái anh thợ sơn vô danh về sau này trở thành đó là ông trùm của Đức Quốc xã Hitler, có ai ngờ không? Không, không ai ngờ. Mà ngồi đầu á thì người ta có người gọi ông là một một painter, là một thợ sơn hay thợ vẽ, kêu cái nào cũng được hết. Nhưng mà suy nghĩ tôi kêu là một họa sĩ vô danh, là vì sao? Là bởi vì ổng có những cái bức tranh rất là đẹp. Các vị vào trong Google đó, các vị đánh cho tôi cái chữ đó. Đấy, các vị đánh cho tôi cái chữ này. Các vị vào trong Google đó, các vị đánh cho tôi cái chữ là biết làm sao cái máy này cho nó bị hoài. Vào trong cái nét này, cái gì đó, cái gì này, tức là các vị sẽ thấy là không có những bức tranh rất là đẹp nhưng mà màu rất là buồn, rất là ảm đạm, mà theo trong 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 tâm lý học đó thì nó phản ánh ra cái con người của ông, nó phản ánh ra cái đời sống tâm tư ảnh đời. Cái đó tôi tin. Thí dụ như bên Tàu có một cái nhà sư mà tôi rất là quý, đó là Tô Mạng Thù. Tô Mạng Thù, tôi rất là quý ông này, một nhà bác học đó, nhà bác học của Phật giáo Tàu, mà coi như nó là ông chết sớm, mà ông tài hoa lỗi lạc, thơ văn lỗi lạc, mà đặc biệt là ông rất là giỏi ngoại ngữ tiếng Phạn, nên là ông giỏi cực kỳ đỉnh của đỉnh. Tô Mạng Thù vẽ tranh, làm thơ, viết lách, viết văn, và cái gì cũng giỏi, mà rất giỏi tiếng Phạn, ông chết rất là sớm. Mà đặc biệt là tranh và thơ ổng buồn buồn, tranh ổng nhìn vào nó thảm lắm. Tôi nhớ ở trong ở trong cái trang Nam Tông của tôi có viết một cái, tôi có soạn là đúng rồi, tôi là tôi tổng hợp lại các cái bài viết về tiểu sử của ổng, để tôi mê mày lắm, mê mày lắm. Việt Nam nó thì có thể lên làm thác, Tàu á, Trung Quốc á, trước khi mà Đông vô thì có Tô Mạng Thù, Sun Hanshu. Còn Ấn Độ thì có cái ông gọi là Rahula Sanskrit. Đây là ba cái nhân vật mà tôi cho là số 1, tức là giỏi cực kỳ, có nghĩa là một người như vậy biết là cả hàng chục thứ tiếng mà Phật pháp được uyên thâm, Phật pháp được uyên thâm ở chúng ta rất là độc đáo. Việt Nam gồm có nhân vật đó là thầy Tuệ Sĩ, cũng là một thầy xuất sắc. Dĩ nhiên tu hành là học đạo giải thoát, nhưng mà phải nói thêm, mình phải mở mặt, mình nói nhỏ nhỏ nha, tu hành là để giải thoát. Nhưng mà nói mấy cái cha này, mấy cái cha thiên tài này cũng đáng để mình ngã mũ. Thì bẩm sinh của họ, họ không muốn giỏi cũng không được, mấy người này không muốn giỏi cũng không được. Mình cũng nói đây, tôi hơi nói hơi hơi đại đề một chút. Có một cái nhân vật mà tôi chỉ biết chứ tôi cũng không có ăn chia hối lộ gì của người ta đó, đó là nhân vật Tuệ Hạnh. Đó là một cái người Tuệ Hạnh, hay là cũng còn cái tên là Quảng Nhân. Đây là một người hai tên, mà là một người thì đối với tôi đó, thì trong lòng tôi đó, trong lòng tôi đó, thì đây là một nhân vật nữ, một sư cô Bắc Tông rất là giỏi. Mà sư cô này nhỏ người mà cũng không nhìn cái ngoại diện không có gì xuất sắc hết, mà phải nói đó là Phật giáo Việt Nam đó
mà không có tận dụng được những nhân vật này thì đó là một cái thiệt thòi rất là lớn, rất rất là đáng tiếc cho Phật giáo Việt Nam. Đó là sư cô Tuệ Hạnh cũng như bây giờ mấy sư cô còn sống không, tôi không biết, tôi chỉ có gặp sư cô được một hai lần 12 năm về trước, gầy nhỏ, gầy gò nhỏ thó, nhưng mà một quả đó là một cái nhân vật của phải nói là đặc biệt, Anh tiếng Pháp tiếng Hán đều giỏi xuất sắc, tiếng Phạn rồi còn A Tỳ Đàm Duy Thức cực giỏi là một vị tiến sĩ của Úc rất là giỏi, mà sống vô danh không ai biết hết, có thể nói như vậy. Một ở trong đạo có thể có một số người trong nước biết, mà tôi nghĩ chắc không có nhiều, tại sư cô đi nước ngoài lâu lắm, tên là Tuệ, pháp danh là Tuệ Hạnh, rồi người ta ngoài này có danh là Quảng Nhân, rất là uổng. Sư cô là một người mà coi như là cộng tác viên của cái đặc sang tư tưởng Vạn Hạnh đấy. Đặc sản sư cô nói về 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 viết về về triết lý tánh không đó, thì phải nói là một cái bài viết đó, người ta nói là bài viết rất là nổi tiếng, rất là sâu, viết về nhân vật Tăng Triệu rồi, đúng rồi, nhớ sư cô có một bài viết về nhân vật Tăng Triệu của Phật giáo Trung Quốc rất là khác. Thì tôi nói dòng dòng mà tôi muốn nói thế này, trên đời như này đó là không có cái gì là nhỏ, không có gì là vô, không có gì là không thể là điểm bắt đầu cho một cái chuyện lớn nha, không có gì. Thì tôi lấy làm ngậm ngùi thôi, tôi lấy làm ngậm ngùi. Ngậm ngùi là tại sao đời này nó có những người mà có mắt như mù, khi ngồi kế Thái Sơn mà không biết, thì ông vì nó cho nó là một cái sự linh hồn, nó là một sự hoang phí, mà quý vị, linh hồn là một sự hoang phí. Như chúng ta biết rằng sau 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 75 đó, thì coi như là cái tảng đá mà nằm ở đàn Nam Giao ở Huế đó, biết trong tâm này là dân Nam Bộ mình, thì tôi nói coi như là Trung Quốc nha, chứ nếu mà người Huế mà có chút ít học thuật á, thì có lẽ biết rằng cái tảng đá mà nằm ở đàn Nam Giao là tảng đá rất là đặc biệt, là ngày xưa không có microphone, mỗi lần vua mà tới trời đó, vua đứng trước tảng đá vua nói chuyện đó, nó dội đó lại giống như là cái loa vậy đó. Và khi mà cái cổng mà họ họ đi vào họ chiếm miền Nam, miền Nam mất miền Nam, thì mấy cái ông bí thư tỉnh ủy của thầy Tổ Tiên ông sung lắm, ông sung lắm, ông muốn chứng tỏ ông là cái người mà nhờ đi ngược lại chống đối cái phong kiến thực dân, ông muốn bài muốn thể thể hiện cái đó, cho nên ông cho người đập tan nát cái cục đá, tan nát để làm đá xây dựng, làm nhà làm đường, rồi sau nữa ông cho làm nghĩa trang liệt sĩ gì đó chung quanh cái đàn Nam Giao. Bây giờ mình về Huế mình sẽ thấy bên đàn là bên cạnh bên ngoài chung quanh Nam Giao là cái nghĩa trang liệt sĩ của động trời, thì cái đàn đá đó là sau này có một người Pháp ông quay đến lãnh thăm Huế sau 75, ông nói rằng người Việt Nam rất là hoang phí với tảng đá đó, nếu mà các bạn không dùng mà các bạn đang đi bán cho nước ngoài đó, thì người ta có thể trả cho các bạn số tiền đủ để tái thiết thành phố Huế, nhưng mà mình bỏ đi, mình lại bỏ. Vì sao? Là vì mình không biết cái giá trị của nó, cũng giống như mình không có biết trân quý một ông hoàng tử nhỏ, một ngọn lửa, một con rắn và một vị. Ok, tiếp theo là bài kinh thân ái. Bài kinh thân ái, tiếp theo là bài kinh thân ái. Không, lộn 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 tiếp theo là bài kinh người, bài kinh người. Bài kinh người đúng rồi. Bài kinh này thì cũng bà con có thể hiểu được, mà trong chú giải thì nói rất là bình thường thôi. Trong chú giải thì không nói gì đặc biệt, tức là ông trước ông là một Phật tử thường thành đây, thì ông mới hỏi Đức Thế Tôn mà chứ trong đầu của một con người mỗi ngày đó thì có biết bao nhiêu là cái suy nghĩ, biết bao nhiêu là cái tư tưởng, chỉ cái gì đó trong đầu của một người tôi mỗi ngày á hả, có biết bao nhiêu suy nghĩ, biết bao nhiêu tư tưởng, và đủ cách suy nghĩ, đủ kiểu suy nghĩ, đủ cách tư tưởng hết hả, nhưng mà con không biết đó,
là trong đầu của mình đó, mình nghĩ cái gì mà nó đem lại cho mình được sự lợi ích, an lạc, hạnh phúc, còn mình suy nghĩ cái gì mà nó làm cho mình bị đau khổ, bị bất lợi, bị tai họa. Nhưng mà một ngày trong đầu mình lúc nào cũng bị ấp hết nha. Cái đầu mình lúc nào cũng ấp, chỉ có lúc mình ngủ thôi, chứ mình thích là thôi mình suy nghĩ hăng sắc đủ thứ chuyện đó. Thì con xin hỏi tôi, mình chứ bây giờ trong cái đống lăng xăng hổ lốn hầm bằng sẵn khẩu đó, cái gì mà thật sự là có lợi cho mình, là cái gì thật sự là nó có hại cho mình? Tôi nghĩ rằng đây là một câu hỏi cũng rất là thông minh, rất là quan trọng. Hiếm bao giờ mà có người Phật tử mà đi chùa mà hỏi đạo những cái câu mà mình thấy đã đời ứng địa đó, tức là nghe mà thấy thật sự là câu hỏi đi ra từ tim của họ đó. Thường hỏi báo dơ báo dắt gì đâu, bởi vì sao? Là vì mình không có thời gian trầm tư. Trong kinh nói đó, có một cái chữ rất là quan trọng, đó là chữ âm bi đó. Bắt cặp tí, cái này quan trọng lắm, là cái thói quen trầm tư. Cái gâm phía đó bắt cặp tí, đây là cái chữ mà nếu mà Phật tử năm tông thì bắt buộc phải biết chữ này, gâm phía đó bắt cặp tí, tức là cái thói quen trầm tư. Giống như mình thấy Thái Tử Tất Đạt á, nhìn thấy cái người già đó có cái đầu lạ hả, mình năm bảy tuổi là mình đã thấy người già, người bệnh rồi, thấy đám ma rồi, mà ngài là bị vua cha đó là coi như bưng bít thông tin, cung cấp thông tin một chiều theo phương thức rất ư cộng sản, nên là chỉ có lề phải mà không cho Bồ Tát thông tin lề trái. Coi như là suốt 29 năm là ngài bị bưng bít thông tin, ngài không biết trên đời này có người già, người bệnh, người chết, dễ sợ như vậy. Giống như là dân Bắc Triều Tiên bây giờ vậy đó, họ không hề biết cái gì ngoài ra cha con của Kim Trung Y, họ không hề biết cái gì mà ngoài ra là coi như là cái đảng cộng sản của Bắc Triều Tiên, kinh khủng hơn. Còn ngài thì ngài được bưng bít chứ không phải là bị bưng bít. Tại vì cha sợ ngài biết chứ nên ngài thêm buồn. Nhưng mà tới lúc mà ngày lần đầu tiên 29 tuổi mà ngày nhìn thấy một người già, một người bệnh, một cái xác chết và một tu sĩ, thì lập tức ngày có những cái suy tư mà đủ để làm thay đổi cả cái cuộc đời của ngài. Phải nhớ cái điểm đó. Cho nên là ở đây mình thấy là trong cái suy nghĩ của mình trong một ngày như vậy đó, mình rất là cần, mình rất là cần, mình rất là cần, mình rất là cần có những cái giây phút để mà trầm tư, để mà từ đó thấy được cái gì có lợi có hại cho mình. Tại sao trên mâm ăn của mình ấy, cái này mới quan trọng nè, tại sao trên mâm ăn của mình ấy, mình biết cái này nè, ăn cái này vào làm cho mình bị cao mỡ, cao máu nè, làm cho bị dư cholesterol nè, cái này nó có hại cho cái đường của mình nè, làm cho lượng đường nó cao nè, mình biết mình để mình lựa chọn nhé. Mà tại sao trong cái đầu của mình là mình không biết lựa chọn? Đây là một chuyện rất là quan trọng, vô cùng quan trọng nha. Mình cứ tự hỏi lòng mình đi, tại sao mà ăn uống chỉ có lựa chọn, có cẩn thận, đi đứng cũng vậy, cái chỗ, cái nơi chốn đi đứng có lựa chọn, có cẩn thận, nhưng mà tại sao những thứ mà mình nhét trong cái đầu của mình ấy thì vô cùng dễ dãi? Là sao? Tức là những cái vấn đề chính trị, văn hóa, tôn giáo mà mình lại rất là dễ dãi, làm sao? Điều đó có nghĩa rằng thì là chúng ta có nặng cái đời sống vật chất hơn. Mà trong khi chúng ta có một chuyện mà chúng ta không thể nào mà không biết, không thể nào không biết, trừ phi chúng ta là một đứa bé chưa trưởng thành, trừ phi chúng ta là một người say rượu, trừ phi là chúng ta là một người khùng, và trừ phi chúng ta là một người lún lẫn, thì có bốn hạng người đó thôi: trẻ con, người khùng, người say rượu và người lú lật. Chỉ có bốn người này mới không biết chuyện này. Đó là đời sống tinh thần nó giữ cái phần quyết định trong cuộc đời của một con người. Khổ thay, khổ thay, cái chuyện này mà ai cũng biết, vậy mà trong đời sống không được người ta coi trọng. Chúng ta cứ nghĩ rằng đồng tiền là quyết định tất cả. Ok, quý vị có quyền nghĩ như vậy, nhưng mà tôi xin hỏi các vị một câu thôi. Các vị biết rằng người vợ, người chồng của mình không chung thủy với mình, khi mà trong cái cơn đau của một người chồng, một người vợ bị phản bội đó,
Có thì còn đủ đầu óc để nghĩ ra chuyện khác hay không? Không. Trong cái cơn đau biết rằng con của mình ấy, nó chết chóc, người ta mất mát về về đức hạnh thế giới đó, rồi trong đó mới mất mát về tình thân, về tình cảm quyến thuộc, rồi cái mất mát về tài sản, đấy, nó có những cái mất mát mà mình đấy, rồi cái mất mát về sức khỏe. Cũng mất mát là sức khỏe, có nghĩa là cái sức khỏe mình có vấn đề, đó là một sự mất mát. Cái tài sản mình nó bị hao hụt, thất thất lạc cũng là một cái sự mất mát. Cái tình thân, cái gia đạo trong nhà nó có vấn đề cũng là một sự mất mát. Sức khỏe của mình có chuyện cũng là một sự mất mát. Mà cái quan điểm tinh thần, cái suy nghĩ của mình nó về chính trị, về văn hóa, về tôn giáo, nói chung cái chỉ đích thị để nghĩa nó rộng lắm, mà khi mà quan điểm chính trị, tôn giáo, văn hóa mình nó có vấn đề, nó cũng là một sự mất mát. Mà trong đời sống mình nó về mặt đức hạnh ấy, mà nó có trục trặc cái gì đó, nó cũng là một sự mất mát. Thí dụ như một lúc nữa mình ngồi nghĩ là cái vấn đề mà trát tán trị lạc của mình, cái lòng mình không có yên đó. Thì như vậy thì mình phải nhìn nhận là trong năm cái mất mát của một đời sống, của trong đời sống ấy, thì chúng ta thấy trong đó nó có tinh thần, nó có vật chất chứ, nó có cả hai, nó có tinh thần vật chất. Mà khổ một chỗ đó là bốn cái, là những cái này là chỉ có bốn hạng người nãy tôi nói là họ không biết thôi: trẻ con, người khùng, người say và người là lú lẫn. Còn mình nó phải là bốn hạng, một trong bốn hạng này. Vậy chứ còn mà mình, cái mình coi nặng nhất vẫn là tiền bạc. Nếu mà có lúc mình ngồi mình bình tĩnh lại, mình nghĩ lại coi mình có phải người có vấn đề không, tức là mình là không ngờ là mình không nằm trong bốn cái hạng người đó, mà thật ra mình đã cái kiểu sống của mình là đã thuộc về cái nhóm người đó rồi. Mình đã thuộc về trẻ con, thuộc về người say, thuộc về cái thế giới người khùng, mà thuộc về thế giới người lú lẫn. Cho nên ông Martin Nặc trong bài kinh này, ông cái chuyện quan trọng hỏi vậy chứ: cái đời sống nội tâm như thế nào là an lạc, là hạnh phúc, mà cái đời sống nội tâm như thế nào nó làm cho người ta khổ đó. Nếu mà đọc chính kinh này hiểu mênh mông như vậy thì nó hay xuất sắc vô cùng, nó xuất sắc. Để ông hỏi như vậy. Bây giờ ông nói rằng là có người ta thường là chỉ biết về vật chất thôi, có nhiều có ai mà ngờ được đời sống tinh thần nó quan trọng như vậy. Thì Đức Phật mới dạy thế này: này này đệ vương, mà cái nội tâm mà tham nhiều quá, sân nhiều quá, si nhiều quá, thì cái nội tâm nó chỉ có đau khổ thôi. Cái đau khổ thôi. Mà tôi cố ý tôi đi một cái vòng cho rộng, cho lớn, để tôi xác định cái điều cuối cùng, cái điều mà cốt lõi của kinh mình như vậy. Một cái đời sống nội tâm mình quá nhiều phiền não đó, là chỉ có làm cho đương sự bị khổ thôi. Khi mà mình giận ai đó thì người ta đâu có biết đâu, nhưng mà chuyện đầu tiên là chính mình đốt mình, chính mình đốt lửa vô tay mình, chính mình cầm đá mình đập xuống cái chân của mình khi mình giận người khác. Rồi khi mình tham, mình chìm đắm, mình thích thú trong cái gì đó, có thể biết mà mình thích 100, mình chỉ được có 1-2 thôi. Có thể nói như vậy: tôi không cần biết các vị trong rung đang thích cái gì, đang mê cái gì, đang mơ cái gì, mà tôi chỉ có biết chắc một điều là cái những gì mà các vị được toại nguyện đó, so với những gì các vị thấy thích, thấy ham, thấy mê đó, nó rất là ít. Tôi rất là ghét mấy người mà không có cái thói quen suy tư. Họ nói chuyện với người thánh vậy đó: sao kỳ, tôi không thích cái gì hết. Họ tưởng là họ đang nói chuyện với một đứa bé còn bú, họ nói chuyện với mình, họ tưởng mình là còn bú. Nên họ nói như vậy đó. Họ nói sao con không thích cái đó gì, sao con coi thường, con không thích xe, xe đi xe gì cũng được. Mà sao mình phát hiện ra là tại sao họ như vậy? Họ kẹo, họ kẹo. Có nhiều người bẩm sinh mình thích le lưỡi đếm tiền, họ xài tiền. Và có người thì họ nhát, họ không có dám chạy xa lộ, cho nên đấy họ mua xe đó, nó phải là chuyện nặng nề. Và có ông nói nhân đã đó: mấy chục năm nay biết tôi coi tiền bạc ra, tôi về tôi làm tôi đưa hết cho bà xã, thì ra thằng chả sợ dễ.
mà lâu ngày thì chắc không có nhớ được, chắc sẽ dạ mà cái tưởng là cái hay. Phàm phu mà có nhiều cái tự hào tự đắc nó lạ lùng, nó nông nổi lạ lùng. Và có nhiều người họ không có phân biệt được cái kẹo, cái bỏng sẻn á, nó không phải là tri túc, cái hoang phí nó không phải là rộng rãi, là mong nhớ những cái đó. Cái hoang phí, cái rộng rãi nó khác nhau. Cái tri túc giản dị nó không giống như cái keo kiệt bỏng sẻn, là mong nhớ những cái đó. Mà họ cứ lộn, khi mà họ đi chùa nghe pháp, họ nghe nói là tu hành là phải tri túc giản dị, họ ham lắm. Họ cứ tưởng là cái kiểu sống mà kẹo keo kiết của họ đó chính là tri túc, họ cứ tưởng như vậy không. Rồi có nhiều người họ nghe cái đời sống cái người mà rộng rãi là tài chánh, họ cứ tưởng mà họ rộng rãi không phải. Thì rộng rãi đó nó là sao? Có bốn hạng người: một là rộng với người mà hẹp với mình, rồi có hạng là rộng với mình mà hẹp với người, rồi có một cái người thứ ba nó là hẹp với mình mà cũng hẹp với người, bạn thứ tư là rộng với mình mà cũng rộng với người nha. Là mà mình nói kỹ là mình, cho nên mình phải coi kỹ cái mình ấy là cái con người nó thật sự nó ra làm sao để mình kịp thời mình sửa nha, kịp thời mình sửa. Mà có nhiều khi mình cứ tưởng, mình cứ tưởng là mình là thần thánh nha. Mà khi mình tưởng mình là thần thánh làm sao mình sửa được nha. Nếu mình tưởng mình là thần thánh thì làm sao mình sửa được. Cho nên cái quan trọng nhất trong này, là ông hỏi Đức Phật Bạch Thế Tôn, một ngày như vậy trong đầu mình đủ thứ hết đó. Con không biết là nó mình suy nghĩ cái gì trong đầu của mình mà nó làm cho mình được hạnh phúc, và cái gì nó làm cho mình bị đau khổ. Đây là câu hỏi mà tôi cho rằng rất là quan trọng, rất là quan trọng. Giàu có nghèo hèn cách mấy đi nữa phải nhớ bài kinh này. Sống mà phiền não nhiều quá không có an lạc được. Vậy vậy. Cái tiếp theo đó là về kênh, vua, về kênh vua. Tiếp theo là về kênh vua. Nghe rồi, nghe rồi. Bài kinh này bà con cũng không có gì mà không hiểu nha. Bài kinh này bài kinh rất là đơn giản, còn chú giải cũng bên đi trong cái chú giải cũng nói bài kinh này rất là nhẹ nhàng chứ có gì hết. Chú giải nói bài kinh nhẹ nhàng thôi. Trong chú giải thì cũng vậy, mà bài kinh thì bà con liếc mắt vào bà con hiểu rồi. Thì vua đó, vua đó là coi như là một ông cũng hỏi Đức Phật vậy chứ có cái gì có sanh mà không có già không có chết thì Đức Phật nó không có. Cho dầu mình là cái hạng gì đi nữa, tôi nhớ tôi nhìn bài kinh mà tôi nhớ câu chuyện của ông vua Tề Hoàn Công. Tề Hoàn Công đi chơi núi. Đấy, cái câu chuyện này quan trọng lắm. Tề Hoàn Công là một ông vua cũng có tiếng đời xưa bên Tàu ấy. Ông có một ông cận thần ấy, tên là Quán Trọng, thông minh hiền trí bậc hiền thần ấy. Thì bữa đó ông Tề Hoàn Công lên trên núi, anh đứng ông nhìn giang sơn đất nước đẹp quá, ông khóc. Tự nhiên ông nhìn ông khóc, thì mấy cái ông quan cận thần đi chung mới hỏi tại sao mà bệ hạ khóc, bà con còn nghe không, bà con còn nghe không. Dạ rồi, ông đi về núi rồi ông nhìn cảnh đất nước đẹp quá ông khóc. Thì mấy ông quan mới hỏi tại sao mà bệ hạ khóc, thì ông vua ông nói trời đất ơi, đất nước nó đẹp như vậy mà hết bữa nữa là trẫm cũng lại già, trẫm chết, trẫm bỏ, trẫm đi mất, rồi người khác họ lên. Thì mấy ông quan như vậy nghe vậy cũng khóc. Ông nói nếu mẹ hạ đi thì chúng thần cũng làm sao sống đời được, thì dĩ nhiên người già cũng chết thôi, bây giờ đang nằm quê sướng cũng chết rồi, bây giờ mốt chung muốn đất nằm với người ta đất đất tự nhiên thấy lạnh lẽo mình đâu có còn gì nữa thì thôi thầy trò hè nhau khóc. Thì Quan Trọng đứng ở bên ông cười, thì ông vua là Quan Tâm cũng vừa ngạc nhiên cũng vừa giận. Ông nói là chứ trẫm á cảm thán cái chuyện mai này mình ra đi trẫm khóc, mấy ông quan kia cũng vậy, còn khanh nó đã sao rồi khanh cười. Thì Quan Trọng đó là thế này: dạ thần không phải phạm thượng vô phép đâu, mà tại vì thần không có nín được thôi, không có nhịn cười được,
là bởi vì hôm nay mà bệ hạ với mấy ông quan này nè mà lo nghĩ đến cái ngày mình ra đi đó, rồi cứ khóc buồn tiếc. Nhưng mà tại sao không chịu nghĩ là ngày xưa đó, nếu mà ông vua trước, mấy ông quan trước mà không có chịu chết đó, thì làm sao mà hôm nay có người làm vua đứng ở đây? Mấy ông quan ngày xưa nói chung, những cái đám ngày xưa mà nó không chịu chết thì làm sao mà có cái đám này hôm nay đứng núi khóc. Đời sống nó phải làm sự đắp đổi chứ, nha. Thằng thằng tèo nó phải đi, thằng tí nó mới tới chứ. Đại khái nghe đúng rồi. Ổng là mà đúng là ổng cũng còn cái hiệu là Duy Ngô, gọi là Quản Duy Ngô. Ổng có một cặp người bạn là Bảo Thúc Nha. Bên Đào có nghĩa cặp bạn rất là đẹp, cái cặp tri âm á là Bá Nha Tử Kỳ, mà tri kỷ là Bảo Thúc Nha với Quản Trọng. Tri kỷ nghĩa là người hiểu mình, tri âm là người nghe được cái tiếng đàn của mình. Thì chuyện là chuyện năm năm, chuyện sao về lạc đề, tôi chỉ quay trở lại bài kinh của tôi thôi. Đó là vua hỏi Đức Phật thì chứ có trên đời này có cái gì mà nó không, nó đã có mặt rồi nó không bị già, không bị mất, nó không bị cũ kỹ, không bị cũ kỹ, không bị hư mất, chứ không nói không. Hễ có mặt trên đời này thì mọi sự nó phải chấp nhận một cái số phận giống nhau, có nghĩa là hễ có mặt thì nó phải có lúc nó cũ kỹ và nó bị hư mất. Còn nếu đó là con người thì đã sinh ra thì phải có lúc bị già lão rồi thì chết đi. Cho dù mình là ai đi nữa, đây là một sự thật. Tùy góc độ mình có thể nói đây là sự thật phũ phàng cũng được, mà mình cũng có thể nói đây là một cái sự thay đổi rất cần thiết cũng được. Thay đổi rất cần thiết làm sao? Thứ nhất, thế hệ trước không đi thì thế hệ sau cách nào mà họ có mặt được? Anh ở hết cái thời anh phải đi cho tôi ra chứ. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, các vị thử tưởng tượng nếu mà mình cứ tiếp tục sống 1 tỷ năm nữa trong cái điều kiện hình hài này nè, thì có nên hay không? Không, nó phải thay đổi nó mới vui, nó có cũ có mới nó mới vui nha. Chẳng hạn như tôi bây giờ rất nhiều lúc các vị biết tôi cũng sợ chết chứ, mà tôi nhìn lại cái thân của tôi nói trời sao nó xấu dữ thần như trời. Nếu bây giờ mà mình chết đó, mà quay trở lại mà nó cao ráo, mà nó dai dẻ, nó ngon lành hơn thì nó vẫn tốt hơn chứ. Nếu như cái cục mỡ mà nó kéo dài thêm mấy chục năm nữa thì ngay bây giờ là nhìn là thấy không khoái rồi, mà nếu mà tôi lớp thêm được vài chục năm nữa thì nó còn tan quan sự nghiệp cái nào nữa. Cho nên cái chết nó cũng là một cái sự thay đổi, tôi nghĩ là rất là cần thiết nha. Mà có nghĩ như vậy đó thì cái thái độ của mình đối với cái chết nó mới thay đổi. Tôi nói 1 tỷ lần đó là tôi muốn chết trong cái sự nhàm chán, chứ tôi không muốn chết trong sự sợ hãi và tiếc nuối. Tôi không muốn mà chết là mình cứ sợ chết mà cái lòng nó còn nắm níu với những cái mình đang có đó, tôi không khoái. Mà tôi muốn chết một cách là mình giống như gần giống như sự nôn nóng vậy đó, chết mà trong cái sự chờ đợi đó, tôi muốn như vậy đó. Cho nên ngay bây giờ chứ không phải là lúc già nha, và ngay bây giờ nè là tất cả mọi người trong phải chuẩn bị một cái chết, phải chuẩn bị một cái thái độ, phải chuẩn bị một cái thái độ ngon lành trước cái chết. Tức là tôi nói chứ chờ đợi thì quá, nhưng mà hình như là vậy mới đúng. Có nghĩa là mình phải sẵn sàng đến cái mức mà hình như là mình thấy đi đó nó tốt hơn là tiếp tục ở. Nói như vậy không có nghĩa rằng là tôi đề nghị bà con nghĩ đến chuyện tự sát nha, đó không, mà cái đó không có, tuyệt đối là không, trăm lần không, vạn lần không. Nhưng mà có một điều là phải suy tư, phải hành đạo, phải thực tập, phải hành trì như thế nào đó, và để một ngày nào đó mình nghĩ về cái chết bằng tất cả cái sự bình thản trong cái sự là chờ đợi đó, cái đó là ngon, cái đó là ngon. Cho nên nếu mà ai hỏi tôi Phật tử như thế nào mới là gọi là Phật tử ngon lành, thì tôi không nói là Phật tử giỏi, Phật tử đắc thiền đắc đạo gì hết, mà tôi nói cái người Phật tử ngon lành chính là cái người mà lúc đang sống thường trực nghĩ về cái chết để rồi không sợ chết và dám cưới hỏi sự chết. Cưới hỏi được có nghĩa là dám gọi là suy tư về nó ngày đêm đó, mới gọi là Phật tử tốt. Người Phật tử tốt là cái người lúc trẻ nhớ nó, lúc già, lúc khỏe nhớ nó, lúc bệnh và lúc sống nghĩ đến lúc chết,
đó là người Phật tử tông, Phật tử đó Phật tử mới khác. Còn cái người mà cúng chùa cho nhiều, đi chùa cho thường mà yêu đời nồng nàn thì tôi chê, thì cái Phật tử giỏm nha. Thì cái chuyện mà anh cúng chùa cho nhiều chẳng qua anh có tiền thôi, anh có tiền thì anh cúng ở đâu mới hay, mà cái này mới hay là anh làm sao mà anh có thể ra đi bất cứ lúc nào. Cái hạng người đó là người bệnh, cái người mà ngon lòng nhất trên đời này, nó không phải là quyền lực, không phải là tiền bạc, mà là cái người có thể ra đi bất cứ lúc nào với cái sự thanh thản. Thì tôi cho rằng đó, cái người đó nó mới là cái người ngon lành. Còn với đây là tôi chuẩn bị cho cái chết, sẵn sàng nhưng không phải tự sát. Tôi không biết cái người mà dọn mưa cuối mùa này có phải Phật tử không, tôi không biết, tôi không biết cái Phật tử. Nghe đạo mấy hôm nay để rồi phán một cái câu mà nó không thuộc về Phật tử là phải suy tư như thế nào hả? Hả? Nghe đạo mấy hôm nay để rồi đi hỏi một cái câu mà động trời như thế này. Ok vậy thì tốt. Chứ còn nhưng mà cũng không nên dẫn câu hỏi của tôi nha, bởi vì phải nói rằng thì là chúng ta không có phải tự sát. Nhưng mà chúng ta nhớ lời của ngài Sa Lợi Phất, có người hỏi ngài: xin hỏi tôn giả có phải sợ chết không? Tôn giả có sợ chết? Ngài nói không. Bởi vì vậy ngài có chán sống không? Nói không. Thì cái ông Bà La Môn nhé, làm nó một cái người đã không chán sống mà cũng không sợ chết làm sao? Thì ngài mới trả lời thế này: ta không chán sống mà ta cũng không có ham chết, cũng không có sợ chết nha. Ngài đó không chán sống mà cũng không có thích sống, không có yêu đời mà cũng không có chán, cũng không có chán sống, không thích chết mà cũng không có sợ chết, mà ta chỉ đang chờ đợi nhân duyên nó tới. Ta chỉ không muốn cái trái còn xanh mà phải rụng. Ôi minh triết thề, cái câu nói của một bậc đại hiền thánh thật là minh triết. Ta không sợ chết, ta không ham sống, nhưng có một điều ta không muốn cái trái còn xanh mà phải rụng. Ta chỉ ngồi để chờ cái duyên nó tới. Câu đó rất là độc đáo, hoặc là một câu mà chúng ta đã học rồi: không phải Đức Phật mà còn nhiều vị khác nữa, không riêng Đức Phật mà còn nhiều vị khác. Khi được hỏi thấy ngồi một mình, hỏi ngày có buồn gì không, ngày hỏi ta được gì mình, ta mất gì mà ta buồn, hỏi vậy ngày vui à, nó không, ta được gì mà ta vui. Phải nói cái này, nói ra thì nghe nó hơi buồn, nó hơi buồn, nó hơi buồn, chứ phải nói là phải biết Phật pháp á, phải biết Phật pháp thì cái chuyện mà sống qua ngày này chờ qua đời đó thì mới hay. Chứ mà nếu mà không biết Phật pháp đó, mà sống qua ngày mà chờ qua đời thì tôi phải báo trước nha, nếu không học đạo đó thì đến đời sống cũng ném gì kinh hoàng đó, rất là kinh hoàng. Bởi vì chúng ta biết rằng cái tỷ lệ mà người người tự tử ở xứ Bắc Âu đó, như Thụy Điển, Phần Lan rất là đông. Là vì sao? Là vì người dân ở đó đó, họ đi làm đó, một phần lớn tiền lương là được rót vô cho nhà nước đóng thuế để làm chi. Đừng có nghe thế là tưởng xứ sở người ta cà chớ như xứ mình. Phần lớn tiền lương ở Bắc Âu là đem rót lên cho tiền thuế để là nhà nước lo ngược lại cho dân, không mất một cắt, không mất một xu nha. Chính từ cái chỗ này là cho nên người dân Bắc Âu đó, họ trong nhà của họ đó là nó sang trọng sung sướng đã đành rồi. Cái bàn, chúng tôi có dịp chúng tôi biết được cái chuyện đó, cái bàn, cái ghế, cái muỗng ăn cơm của người Bắc Âu đó là luôn luôn là cái tiêu chuẩn mà cao nhất, mà tốt tất kỳ. Mà khi mà ra phố, ra chỗ công cộng thì họ hưởng được rất là nhiều quyền lợi là do cái tiền thuế của họ đem lại. Cho nên đó là họ không có giờ phải lo hết. Rồi họ sống trong cái sự êm đềm đó, đó lâu ngày nó đâm ra nó chán. Sẽ có một ngày mà họ không biết làm gì, thế là nó nảy sinh ra chuyện là tự sát. Cái đường Bắc Âu có một thời đó là cái tỷ lệ mà tự sát rất là cao. Nhưng mà hôm nay đó thì cái chuyện tự sát đó đó, cái kỷ lục tự sát của Bắc Âu đó hôm nay đó nó đã được trao lại cho một cái quốc gia khác. Đó là ai? Đó là Nam Hàn. Chúng tôi biết một chuyện rất là đau lòng. Hôm nay với Nam Hàn nó là một xứ về công nghệ rất là cao, kinh tế rất là phát triển. Nhưng có ai ngờ được rằng chính vì cái công nghệ và kinh tế phát triển nó quá mức đi, cho nên người ta đã không kềm chế được nó, để nó nảy sinh ra những cái vấn đề mà gọi là cái mặt trái đó.
Đó là sao? Đó là cái người nông hàng bây giờ họ căng thẳng quá. Sinh viên thi đại học, đang học đại học vẫn có thể tự tử. Bố mẹ có con đi học đại học căng thẳng quá vẫn có thể tự tử. Ngành nghề nào cũng có những cạnh tranh khốc liệt để khiến những người trong cuộc phải tự tử, mà đặc biệt là trong cái làng giải trí, như là nghề nghề như trong làng nghệ sĩ, như là diễn viên, người mẫu, ca sĩ. Đấy, họ có chuyện tự tử là cái giải pháp mà phải nói là quơ ta là dính thì nó là cái nó là chỉ đơn giản như vậy. Và đêm qua tôi đọc chỉ còn buồn, nó là hôm nay vì cái đời sống mình đại năm hè nó cao quá, cho nên đó, là người ta con cháu nó ở thành phố nó nuôi cha mẹ không nổi, bây giờ nó nảy sinh ra một cái dạng gọi là gái đứng đường, mà không phải là trẻ nữa mà thôi, vậy bà đứng đường. Hồi xưa là gái và thậm chí mẹ nữa, hồi xưa là gái đứng đường, còn bây giờ là gái mẹ đứng đường. Dễ sợ như vậy. Có nghĩa là hồi đầu là 50 tuổi, 60 tuổi, và bây giờ nó lên đến 70 tuổi. Các vị làm ơn vô internet ấy. Chứ còn đừng có tin những gì tôi nói ha, mà cứ vào internet. Nam hàng bây giờ thôi đã bị tình trạng, có nghĩa là cái nhu cái đời sẽ cái vật giá nó cao quá đi, con gái nó nuôi nổi. Thế là mấy mấy cụ cứ coi như là nghĩ rằng bây giờ mấy cụ nghĩ cũng hay, nghĩ rất là thông minh. Mấy cụ nghĩ rằng là hãy trẻ nó làm gái được thì tại sao mình người già mà không làm gái được, thì mặt hàng nào thì cũng có khách hàng đấy. Ok, cho nên hãy nhớ suy tư những cái điều đó, suy tư cái đó cũng có cái lợi. Suy tư là trên đời này không ai thoát được cái chết hết, không ai thoát được cái chết, đã sanh ra rồi thì phải đi, mà chính cái chết nó dạy khôn nhân loại, quý vị. Dạ, tôi tin vậy đó, chính cái chết nó dạy khôn như người ta. Có nhiều khi người ta chìm sâu vào đồng tiền, chìm sâu vào gia đình, chìm sâu vào những gì người ta có, nhưng mà chính cái chết nó làm cho người ta phải giật mình nghĩ lại để mà buông bớt, thưa quý vị. Dạ, chính cái chết tôi phải nói rằng nó rất là cần thiết. Nó cần thiết là chỗ đó, nó cần thiết thứ nhất là nó làm thay đổi cái diện mạo của thế giới cho tươi trẻ hơn, thứ hai là nó phải có cái sự nhường nhường của thế hệ trước cái thế hệ sau. Cái thứ ba là để bản thân mỗi người có được đồ mới mà xài. Và cái thứ tư, chính cái chết đó, chính cái chết đó, nó buộc người ta phải suy nghĩ lại, buộc người ta phải suy nghĩ lại. Đây là bốn cái điều, bốn cái điều nếu có bị nhớ, nhớ được thì tốt. Ok, bây giờ đã là 6:30 rồi, thư giãn thêm một bài nữa, đó là cái bài kinh thân ái. Bài kinh thân ái làm sao? Bài kinh thân ái là vừa nhắc lại một cái câu kệ pháp cú mà Đức Phật đã dạy: kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia, không bằng tâm hướng tà, gây ác cho tự thân. Có nghĩa là trên đời này đó, thiên hạ nó thằng Tèo nó ghét thằng Tí, nó luôn luôn nó tìm cách nó phá, nó hại thằng Tí, rồi thằng Tí nó mới hại thằng Tèo. Hãy ghét nha, thì như vậy thì trên đời này cái ai cũng nghĩ rằng chỉ có kẻ thù, chỉ có những người ghét nhau mới hại nhau, nhưng mà thật ra không phải vậy. Nội dung bài kinh này là không phải chỉ có kẻ thù mới hại kẻ thù, chỉ có người ghét nhau mới hại nhau, mà cái ghê gớm nhất chính là cái phiền não bất thiện ở mỗi người, nó chính là cái kẻ tử thù của mỗi người. Không có kẻ thù nào mà nó theo đuổi mình đi dẫn lì lợm ngoan cố như là cái bất thiện của mỗi người nha. Cái này mới là quan trọng. Trong kinh dạy rằng, một người mà làm phước báo công đức nhé, mỗi kiếp sinh ra đó được cái phước báo cái công đức cũ nó chào đón giống như là người thân. Các vị nhớ Duy Khánh, nhớ nhau như tình nhân nhớ lúc người xa chưa về. Nhớ nhau như tình nhân nhớ lúc người xa chưa về. Tức là cái công đức xưa đó mà mình đã làm, nó chờ đợi, nó chào đón mình như là người thân, mà chờ đón nó chờ đợi cái người thân trở về.
cái công đức cũng vậy. Nhưng những cái ác nghiệp bất thiện mà mình đã tạo ra đó, thì đời đời kiếp kiếp mà mình sanh ra đó, nó cũng trầu trực, nó chờ để mà nó phan mình, nó giống như là kẻ thù mà chờ đợi nhau vậy đó. Nhớ nha, cái này quan trọng, cái này là quan trọng. Mình làm các công đức đó, thì công đức nó chờ mình giống như người thân chờ nhau. Nhưng mà mình làm các nghiệp bất thiện đó, thì cái nghiệp bất thiện nó cũng chờ mình như là kẻ thù, nó chờ nhau ở cuối đường vậy đó. Cho nên ở đây vua nhắc là ý của Đức Phật, là vua nói rằng bạch Thế Tôn, dầu cho ai trên đời này họ có thương bản thân họ cách mấy đi nữa, nhưng mà hễ mà họ làm cái điều bất thiện đó, thì coi như là họ tự họ đã trở thành kẻ thù với chính mình. Là cái này có nghĩa như vậy. Cái chữ tự ngã tôi rất là phiền. Sao cái chỗ này kêu là tự ngã? Tự ngã. Ở đây phải chỉ là chính mình. Bà con sửa ra dùm tôi đi, sửa thằng tôi. Cái tự ngã đây này nghĩa là chính mình. Đối với ai tự mình á là tự, đối với những ai tự ngã là thân ái. Đây nếu mà được có phải sửa lại là đối với những ai đó là cái chỗ thương, là cái đối tượng thương thích cho bản thân của chính mình. Đối với ai nó là tự mình là kẻ thù cho mình, mà đối với ai tự mình nó là người thân của mình. Nói dịch như vậy, đối với ai tự mình á là người thân của mình, tự mình là kẻ thù của mình, thì lúc đó Đức Phật ngày mới xác nhận cái suy nghĩ của ông. Tại vì ông có suy nghĩ như vậy, Bạch Thế Tôn, con có từng suy nghĩ thế này, là giàu cho mình nói mình thương mình nhưng mình làm ác không rồi, tự nhiên là mình là kẻ thù mình rồi. Đức Phật là đúng, đại vương suy nghĩ như vậy rất là đúng. Bởi vì là kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia, nhưng mà không bằng tâm hướng tà gây ác cho tự thân. Chữ tự ngã đây là phải hiểu là chính mình. Chính mình nhớ nhìn cái này, nghiệp ác quá khứ chờ ta như kẻ thù chờ nhau, nghiệp thiện quá khứ chờ ta như thân quyến chờ nhau. Cứ nhớ nhiều đó thôi. Và không có kẻ thù nào mà đáng ngại đáng sợ cho bằng chính cái ác pháp của mình. Mình càng có lòng hại người khác thì chính mình đang đào hố mình chôn mình. Tào có một câu này là đừng bao giờ lấy đá đập cái chân của mình, là như vậy đó. Đừng lấy đá đập chân mình. Họ nói cái ý khác, nhưng mà mình ở đây đó thì cái lấy đá đập chân mình có nghĩa là làm sống trong cái bất thiện. Hễ mình còn một phút, mình nói thì A Di Đà, một giây một phút sống trong cái tâm tư bất thiện thì chỉ có hại không có lợi gì hết. Mà thấy mà nhắm mà mình không có tha thứ cho người ta thì thôi quên đi. Hoặc cái gì mà mình thấy những suy nghĩ nào mà nó có hại cho mình thì mình hãy quên đó. Thì dĩ nhiên nói thì dễ đó, làm thì khó. Nhưng mà có một điều tôi biết, tôi nói cái này với nhiều vị đông dung mới chịu, nhưng mà tôi không thể không nói, đó là tôi rất coi nặng cái pháp môn tự kỷ ám thị. Biết có việc có nhớ bốn chữ đâu, tự kỷ ám thị có nghĩa là cái đó đó mình chưa được như vậy, nhưng mà mình cứ tự ráng mình nghĩ như vậy hoài đó, lâu ngày nó thành. Mà nó khổ một chỗ đó, đấy là tôi thương người Việt Nam đi quá rồi, mà bỏ mình ra tôi cứ chê người mình. Chứ đi chùa mấy chục năm tốn biết bao nhiêu thời gian công sức tiền bạc, mà mình có một cái pháp môn nào bỏ túi chưa? Mình tự hỏi mình coi, đi chùa mấy chục năm tốn kém biết bao nhiêu là thời gian này, công sức này, tiền bạc, mình có được cái pháp môn nào bỏ túi không? Phải có chứ, phải có. Mà những cái có đó đâu nó ra? Là phải tu tập. Mấy người hỏi tôi, với tu một cách gì? Tôi nói tôi dốt, tôi chỉ biết một pháp môn đó là tự kiểm thì. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là có những cái suy tư, có những cái vấn đề giáo lý mà tôi ép tôi cho bằng được, tôi cứ nhớ hoài, tôi nói chết. Cái chữ chết nó hay chữ lắm, chữ chết nó hay chữ lắm. Hoặc là cái người tên niệm chữ buông, cái niệm chữ buông, nhớ buông được thì buông. Mình đến đời này đó là luân hồi, là một hành trình, một con đường mà du khách trên đó, hành lý càng nhẹ thì càng tốt. Buông nha, cái gì buông được thì buông, cứ nhớ hoài câu này sẽ có một ngày mình buông được. Còn mình niệm về sự chết, mình cứ nhớ hoài chết nha,
chết nha, sống nay chết mai nha, cứ niệm hoài cái câu đó nó thay đổi còn rất là nhiều thưa quý vị, thay đổi dữ lắm. Cho nên là phải nhớ đó, cái pháp môn mà tôi giới thiệu, tôi biết trong đó mình nhiều người không đồng ý, đi nghe nó không nghe nó quá cao siêu, người Việt mình mê cái cao siêu, nhưng mà thôi tôi đang nghĩ cái gì đừng có ham cái cao siêu, cứ cái tầm thường cho nó chắc em. Thì cứ tôi nghĩ cái tự kiểm thị cứ nhớ hoài một cái pháp môn mà mình thấy tâm đắc, mình cứ tự nhủ mình như vậy hoài đó, ngay lúc đó không có được mà lâu ngày được. Tôi tin cái điều đó, giống như tôi tin thì nghĩa là mình cứ nói với mình hoài như vậy, nó ăn cái đầu mình nằm hay ăn cái đầu mình nằm hay, có nghĩa là cứ nhớ rằng đừng bao giờ tự mình làm kẻ thù của mình nha, đừng bao giờ nha. Cái kẻ thù đáng sợ nhất của mình chính là mình nha, cứ nhớ như vậy, kẻ thù đáng sợ nhất của mình chính là mình. Cái người bạn tốt nhất cho mình cũng chính là thiện pháp của mình. Kẻ thù dễ sợ nhất của mình chính là ác pháp của mình. Cứ nhớ hoài như vậy thì người sẽ khá hơn. Chứ còn mà đi chuồng không có cái gì để trong đầu hết. Tôi lấy làm lạ là sao Bạch Tông họ mê thần chú, tôi không biết. Thì họ mê cái Bạch Y thần chú, họ mê niệm Quan Âm thay gì đó, thay vì thời gian mà niệm Quan Âm Quan Yết gì đó, cứ niệm mấy câu đó, cứ niệm cái câu đó nó có lợi, tức là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quán Thế Âm, kể cả Nam Mô Bổn Sư. Nhưng mà nếu mà tính ra đó, mình niệm cái đó khi mình gặp chuyện đó, cái lòng có yên hay không, cái lòng có yên hay không, mà nó xui được cái dân tộc mình đó. Dễ dụ quá đi phải thôi. Ok, mình càng nói càng thấy buồn. Ok, bây giờ chắc đủ rồi, bây giờ xin hẹn các vị là ngày thứ mấy, bữa nay là ngày thứ năm, xin hẹn bà con là ngày thứ bảy, dạ thứ bảy, dạ, xin chào chị Tuấn.